Kính thưa Thánh của Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa đưa tôi về kịp lúc để sáng hôm nay cùng với Hội Thánh ca ngợi, cảm tạ Chúa vì những điều Chúa ban cho và cầu thay những điều chúng ta có cần. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Hội Thánh của Chúa ở tại Thuận Hòa đã làm lễ báp têm cho 8 anh chị em là những tín đồ mới ở trong Chúa, và tôi mừng lắm vì Hội Thánh nhỏ ở đây có sự phát triển, và nguyện Chúa ban phước cho người mới này đứng vững ở trong Chúa. Anh em ta hầu hết là người Ma-cơ-ho, và họ được báp têm để công xưng đức tin của họ trước mặt Chúa. Sau khi nhóm Hội Thánh tuần vừa rồi thì tôi bay đi ra Đà Nẵng, và sáng hôm sau thì đi cùng với ông Mục Sư Vân, với cháu Phước An, cháu Thiên Ân đi qua Lào. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi đến Lào và cuộc sống ở đó còn nhiều khó khăn. Nhìn thấy một bà cụ vác trên vai, gùi trên lưng rất nhiều đồ đạc, khốn khổ. Và tôi biết rằng họ rất cần được nghe về Chúa Giê-xu. Và chúng tôi đã đến thăm Hội Thánh là nơi mở cửa cho chúng tôi có thể tổ chức hội đồng Bội Linh cho các mục sư truyền đạo tại đó. Và cảm ơn Chúa, sau mười mấy năm hầu việc Chúa ở Lào thì đây là lần đầu tiên mà tôi được tổ chức Bội Linh cho anh em. Thật ra thì tôi muốn tổ chức lâu lắm rồi, nhưng mà tìm nơi để mà tổ chức không được. Một nơi mà tôi có thể tổ chức rất là dễ dàng, được ủng hộ 100% là ở bên Chiên Rài của Thái Lan. Nhưng mà từ chỗ của chúng tôi là cây xón Phong Vi Hãn mà đi qua Chiên Rài là xa tít mù. Anh em phải xin visa rồi qua bên kia xa quá, cho nên cuối cùng không đi được. Nhưng mà ở đây thì Chúa mở cửa hết sức là tốt đẹp, và anh em nhóm lại rất vui vẻ. Anh em cũng được nhận quà tặng của ông Mục Sư Nguyễn Hiền. Tôi thấy anh em vui lắm, cả nam lẫn nữ. Quà của nữ thì do gia đình chúng tôi gửi tặng. Và cảm ơn Chúa, anh em yêu cầu tôi phải có một ngày với anh em, và tôi dành một ngày với anh em. Thì tài liệu thì đã được dịch ra tiếng Lào. Chúng tôi dịch bằng máy, chứ không biết gì hết. Và cháu Phước An lo việc dịch đó. Và dù sao cũng có được một cái dạng ý cho họ. Chúng tôi cũng in ra một cái tập tài liệu cho họ nữa. Tức là cố gắng hết sức để giúp cho họ hiểu được lời Chúa. Và chúng tôi cũng cảm tạ Chúa một ngày rất vui với anh em. Và tôi cũng vui vì cớ anh em rất là mừng vì được một ngày học như vậy với nhau. Và sau đó thì ba ngày sau học với anh em người Lào. Và cảm ơn Chúa vì họ có những giờ để thảo luận nhóm ở trong nhà hoặc là ở ngoài sân. Tất cả mọi nơi tôi thấy họ đều họp lại một cách rất là vui vẻ, phước hạnh. Và sau đó thì một đêm trước buổi bế mạc thì chúng tôi có buổi tường trình, và tôi nghe anh em tường trình về công việc của Chúa. Và trong buổi tường trình đó, anh em đều mong ước, thứ nhất là xin Chúa cho có hội đồng Bội Linh hàng năm, thứ hai là xin Chúa cho có chương trình huấn luyện cho giáo viên thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ, nam giới. Chúng tôi sẵn sàng giúp họ cho cả bốn chương trình đó. Nhưng mà điều khó quá chừng là không có người để mà lo huấn luyện. Gửi người từ đây qua thì lại khó khăn trong vấn đề về ngôn ngữ, cho nên nó trở ngại quá đi. Anh em nhớ cầu nguyện nhiều cho. Muốn huấn luyện họ một ngày đó, anh em biết tôi chuẩn bị biết bao lâu mà nói. Dạ, gửi bài qua cho họ, họ sửa lại trong tiếng Lào, gửi trở lại, làm trở lại rất lâu. Nhưng mà anh em nhớ cầu nguyện. Có con của thầy Bu Nhan, một cháu gái đang học ở Đại học Đà Nẵng. Và sau 4 năm đại học thì tôi nói với thầy là
gửi cháu vào đây. Chúng tôi cho cháu ở đây 6 tháng. Mà nếu cháu nó với khả năng là cử nhân, lại học ở Đà Nẵng 4 năm tiếng Việt, vào đây học 4 năm, học 6 tháng nữa về những từ ngữ trong Hội Thánh của Chúa, thì tôi tin rằng sau này nó giúp tôi dịch rất là tốt luôn. Và xin Chúa chuẩn bị người cho công việc của Ngài đang phát triển ở Lào. Và qua đến ngày hôm sau thì tôi đi thăm anh em ở Salavan. Anh em biết nặng lòng vô cùng, 10 gia đình bị đuổi đi, mất hết nhà cửa, mất hết ruộng đất. Và ông mục sư ở tại Samanaket cho tôi mượn xe của ông để tôi đi thăm. Và cảm ơn Chúa, đến thăm anh em thì thấy anh em phải ngủ ở ngoài trời như vậy là vì cớ trời quá nóng, nhà quá thấp, quá hẹp. Và thấy bà mẹ bế đứa con nằm ngủ, thế là tội. Nhưng mà hoàn cảnh của họ như thế rồi, chúng ta hết sức là cảm thông. Và tôi cũng được bạn của tôi giúp đỡ để mua cho các cháu 20 cái ghế để nó đi học. Vì cỡ là nó phải nằm ở dưới đất, dưới sàn để nó viết bài. Nó không được đến trường, người ta cấm nó đến trường. Nhưng mà Chúa không bỏ nó. Và tôi thưa với Chúa là cho con nhất quyết con lo. Và tôi trình bày với ân nhân lo liền. Không những là chỗ ghế, chỗ bàn, rồi cũng lo cho chúng nó. Đây là cái quà của mục sư Hiền từ bên Mỹ mang về để lo cho một sân chơi. Và thấy nó sống biệt lập ở giữa một khu đất trống, thì tôi nghĩ rằng tạo sân chơi cho nó, để cho nó đùa giỡn với nhau, nó được an ủi. Thì chỉ thấy nó cười với những điều mà nó nhận được là đủ phước hạnh rồi. Và tôi cũng thấy anh em yêu mến Ngài. Cái người chống nạn đó là Amathit. Amathit đã bị tai nạn, gãy hai chân. Họ lại phá nhà của anh khi anh tin Chúa, rồi buộc anh phải đi. Anh đã đi. Nhà của anh là nhà tường rất là đẹp, đập hết. Anh đến đây anh sống, rồi cứ như vậy mà sống vui vẻ. Tôi cảm ơn Ngài. Và Phước An đã thay mặt chúng tôi để tặng áo cho tất cả mấy ông, mấy bà, cũng tặng sách vở, tập viết cho mấy cháu, để mấy cháu có mà học. Chúng tôi cũng sẽ mua cho các cháu một cái tấm bảng để cho cháu ngồi học nữa. Và thật ra thì Chúa còn cho nữa những điều rất là lạ. Rồi ông mục sư Vân cũng tặng cho mấy cháu 2 quả bóng để nó đá banh. Nó thấy nó rất là vui khi nó thấy trái bóng. Và những cái vật phẩm mà tôi đem ra của mục sư Hiền đó thì làm cho các cháu vui mừng lắm. Vì đó đem cái xích đu hay là bất cứ việc gì cho mấy bé đó, thì những người lớn cũng thích thú vì thấy lo cho con cái của họ. Và cuối cùng thì tôi đi ra bên ngoài để cầu nguyện cảm tạ Chúa vì cái giếng. Như lần rồi tôi nói đó, tôi bởi ơn Chúa mà gửi tiền cho họ làm cái giếng, dầu tôi chưa có ai giúp hết. Tôi cứ gửi cho họ, nói làm giếng nữa anh em ơi, thì ở đây không có nước uống, đi lấy xa quá, mà người ta lại hiềm khích đố kỵ, cho nên rất là căng cho họ. Thì họ làm giếng. Và tôi nhớ một buổi tối bạn tôi điện thoại cho tôi: anh Tín ơi, có gì cần không? Tôi nói tôi cần cái giếng. Đấy, rồi tôi cho. Cần gì nữa? Tôi cần bàn ghế, rồi tôi lo, tôi có đủ thứ. Rồi tôi thấy ồ, Chúa không bỏ bao giờ, điều cần thì Chúa lo thôi. Rồi sau đó thì chúng tôi cảm tạ Chúa về cái giếng nước rất là ngọt, rất trong. Trời nắng chang chang mà tôi rửa mặt thì nước mát quá. Tôi nói ồ, cảm ơn Chúa, sự ban cho của Chúa thật là không tả xiết. Rồi sau đó thì chúng tôi cho anh em hay. Ân nhân không những cho như vậy mà cho anh em luôn một cái phòng học. Bây giờ em cất một cái phòng học lớn hơn cái nhà của anh em. Ân nhân cho tiền. Rồi họ chỉ miếng đất, chúng tôi cầu nguyện trên miếng đất đó để có cái trường, một cái lớp học riêng cho các cháu.
trong tuần thì bỏ bàn ghế ra các cháu học, mà đến ngày Chủ nhật thì có nơi thờ phượng Chúa, vì cái nơi hiện nay nó hẹp quá, 62 tín đồ rồi. Cho nên tôi thấy Chúa ban cho lạ lắm á, rất là vui luôn về mọi điều Chúa làm. Nhưng mà điều tôi cũng rất cảm động là anh em thấy cái xe bên phải đó, cái xe này không phải là cái xe của anh em. Anh em có hai người làm công nhân cho cái công ty này, mang thùng nước đem đi bán, đem đi đổi. Thì họ nói với tôi là tụi con chỉ có hai người thôi, có công ăn việc làm. Hai người này thì phải lo gạo cho tất cả 60 người còn lại, vì tất cả họ không cho tụi con công việc làm. Xin việc gì họ cũng không cho, ruộng rẫy thì cũng không có, họ không chịu bán. Hai người nuôi hết. Tự nhiên tôi đã gửi một số tiền gạo cho họ rồi, nhưng mà những ngày tới tôi đang chờ để có thể giúp gì thêm. Nhưng mà tôi biết một điều là anh em mình phải bảo bọc nhau. Chúng ta không có phải kêu la gì hết, anh em mình phải bảo bọc nhau, lo lắng cho nhau. Và tôi thấy hai thanh niên đó, một người là quản nhiệm hội thánh, một người là em của quản nhiệm hội thánh, đi lo gạo cho anh em mà rất là vui. Tôi mừng cảm ơn Chúa vì tinh thần của họ. Và cuối cùng thì họ đưa tôi đến một cái nơi. Bây giờ thì bên dân không chịu bán, nhưng mà có hai anh bộ đội. Hai anh bộ đội này anh có đất, mà bây giờ anh cần tiền, rất rất cần tiền. Anh bán, anh bán cho mình và anh hứa là sẽ làm giấy cho mình. Phía bên tay phải đó thì là hai mẫu. Hai mẫu này thì chưa có phát. Thì hai mẫu đó họ bán chưa có 70.000 kiếp, tức là khoảng chừng 70 triệu kiếp, tức là khoảng chừng 75 triệu Việt Nam thôi, một hai mẫu đất. Còn cái bên trái đó là họ đã cài hết rồi. Bên trái mà bây giờ bỏ khoai mì xuống thì tuyệt hay, là một mẫu thì cái đó là 140 triệu kiếp, gấp đôi luôn. Nhưng mà anh em nói rằng bây giờ thì nếu mà Chúa cho có thì tụi con cùng với nhau tụi con trồng khoai mì, thì đến mùa tụi con thu hoạch thì cũng có sự sống. Anh em cầu nguyện nhiều để xin Chúa làm việc đó. Tôi tạ ơn Chúa. Và chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa để cảm tạ Chúa vì một tín đồ mới của Hội Thánh ở tại Buôn Tour A bị quỷ ám. Anh em hiệp lại cầu nguyện Chúa giải cứu, và sau đó anh đã nhóm lại với Hội Thánh của Chúa. Ta chúc mừng thầy cô Siêu Chết có thêm một con. Xin cầu nguyện cho một tín đồ làng Bia Bia đang nằm ở bệnh viện. Xin cầu nguyện cho thầy Inel Iban, quản nhiệm Hội Thánh, bệnh nhân phong tại Buôn Tour A bị động kinh và hôn mê. Anh em biết thầy Inel là người bị phong, và người ta cũng sợ khi liên hệ với thầy. Nhưng mà tôi thì đến và tôi mời thầy hầu với Chúa. Thầy đi học lớp kinh thánh của mình thì thầy ngại anh em sẽ bối rối về thầy. Thầy ngồi một góc. Đến giờ cơm, thầy lấy cơm xong thầy ra ngồi một góc. Tội như vậy. Rồi thầy lo cho anh đang bị phong ở trong bệnh viện. Thầy nhóm với họ vì không ai vô được mình thầy. Mà thầy mới tiếp xúc được với họ vì thầy cũng bị phong. Bây giờ thì thầy lại bị động kinh, hôn mê cả một ngày. Anh em cầu nguyện nhiều cho thầy Inel. Và tôi thấy rất là xót xa. Xin Chúa giúp đỡ cho. Và tôi cũng cảm ơn anh em đã cầu nguyện cho tôi. Anh em biết tôi bị tai nạn ở bên Lào. Tôi nghĩ là không có gì nặng. Nhưng mà đến hôm nay thì tôi lại thấy là hôm qua thôi ai cũng hỏi tôi nói là khỏe rồi, không có gì hết á, không có thôi gì. Nhưng mà hôm nay tôi thấy là không phải, những cái cơn đau nó cứ liên tục đó, mà tôi lại là người không chịu uống thuốc và giảm đau, tôi sợ nó quen thuốc, cho nên bây giờ thì cứ chịu đựng, làm cho vì nó trở nên kiệt sức thôi chứ không có gì. Nhưng mà tôi xin Chúa cho mọi sự tốt để thờ với Chúa. Tôi đi nhiều thì công việc ở nhà còn lại nhiều quá, và chỉ còn mấy ngày để tôi lo công việc thôi, rồi sau đó có hộp tôi đi bắt rồi.
Cho nên em nhớ công việc cho tôi có đủ sức đầu với Chúa, thì công việc Chúa giao Chúa cho. Và chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho con dân Chúa ở người Hà Mông, người Thái, người Khơ Mú, ở tại Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Sáng hôm nay tôi nhắn tin của Lậu Y Tòng, cháu và hai chị em cháu đang ở một nơi, và chắc là họ đang chờ để Chúa giải quyết cách nào cho họ. Cầu nguyện, cháu biết cho tôi là con nhớ hai con quá, mà con không biết làm sao. Gia đình không ai cho chúng nó liên lạc với con cả. Chúng ta cầu nguyện Chúa an ủi lòng anh chị em chúng ta, quá tội. Và xin Hội Thánh cùng với tôi ca ngợi Chúa. Chúng ta đã khóc với Chúa cho những công việc của Ngài rồi, nhưng bây giờ chúng ta hát. Hát để năng quyền của sự ca ngợi lay động cánh tay Đức Chúa Trời. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Chúa thật vĩ đại, Ngài mặc sự rực rỡ và oai nghi. Mời thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì đầy tớ của Chúa, ông Mục sư Nguyễn Đức Thắng, quản nhiệm giáo hạt Đông Tây Nam Bộ, đã lo cho anh em con ở Thuận Hòa, để anh em con được làm bắp thêm công dân đức tin của mình. Và xin Ngài cho Hội Thánh mà của họ ở đây cứ tiếp tục phát triển trong ơn của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì 4 ngày hội đồng bồi linh cho các mục sư truyền đạo ở bên Lào. Con cảm ơn Ngài, anh em con mừng rỡ vì sau mười mấy năm hầu với Chúa, đây là lần đầu tiên họ được gặp nhau để cùng được ngồi dưới chân Chúa nghe lời của Ngài. Cảm ơn Ngài vì các đệ tử của Chúa ở bên Lào đã dạy dỗ rất là tốt. Anh em con rất là phước hạnh và họ mong được có nhiều ngày hội đồng như vậy nữa. Họ cũng mong có những ngày hội đồng cho giáo viên, thiếu nhi, những người lo vơ hướng dẫn, thanh niên, phụ nữ, nam giới. Ngài giúp đỡ cho chúng con để có thể giúp đỡ họ cách nào. Ngài mở đường cách nào để có người huấn luyện. Con không biết cách nào đây, nhưng mà chính Ngài sẽ lo lắng mọi sự, giống như Ngài lo cho chúng con hội đồng vừa rồi. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì thăm anh em con ở Salavan, quá tội. Nhưng mà con biết rằng Chúa không bỏ anh em con, ở cùng anh em con. Ngài cảm động lòng các bạn con, giúp đỡ cho họ. Và con mừng lắm, cảm tạ Chúa. Con chỉ là người mang quà đi thôi, mà lòng con đã sung sướng lắm rồi. Bù đắp cho anh em con phần nào, đó là bổn phận của chúng con. Đó là điều mà lòng yêu thương mà Chúa đặt cho chúng con, buộc chúng con phải giúp đỡ anh em con trong ơn của Ngài. Ngài cho anh em con có thể có công việc, có thể mua được đất, để họ có thể có sinh sống mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Cha yêu thương, con xin Ngài làm việc lớn của Ngài để anh em con cất được phòng học cho những ngày tới. Và Chúa giúp cho phòng học đó càng ngày càng vui, phước hạnh. Và các cháu thật sự biết đọc, biết viết, rồi cũng khá lên về văn hóa, để sau này các cháu sẽ học việc Ngài. Và làm cho người ghét bỏ các cháu cũng ngạc nhiên vì các cháu trở nên những người thiếu niên, những thanh niên yêu mến Ngài, giỏi giang trong xã hội. Chúng con cảm ơn Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban phước cho con cùng nguyện với Chúa. Cảm tạ Ngài về cái giếng, cảm tạ Ngài bàn ghế. Và con xin Ngài ban phước cho anh em con có tài chánh để anh em con có thể mua đất, và anh em con có thể canh tác để học, để có tiền sinh sống. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Cha, xin nhớ anh em con ở Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn. Anh em con chịu khốn khổ nhiều năm rồi, bây giờ lại tiếp tục gặp khó khăn. Ô xin cho anh em con được nhóm lại thờ phượng Ngài đúng theo quy định của hiến pháp, pháp luật. Hỡi Đức Chúa Trời, giúp đỡ anh chị em con thấy lòng nhân từ rất lớn của Chúa. Chúa ơi, xin lắng nghe. Chúa biết chúng con đã khóc cho việc này bao nhiêu lần rồi. Bây giờ thì con thưa với Chúa, xin cho con ca ngợi Ngài. Xin cho chúng con ca ngợi để rung động thiên đàng. Để xin Ngài làm việc lớn của Ngài, dân sự của Ngài. Ban phước giải cứu anh em con, chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin ban phước giúp chúng con. Và xin Ngài cũng làm việc lớn của Ngài cho thầy Inel. Ngài chữa lành cho thầy Inel một cách rất là lạ lùng. Đệ tử của Chúa đã bị phong khốn khổ rồi. Hỡi Chúa, xin chữa lành cho thầy bệnh động kinh. Và xin cho một con cái Chúa ở làng Iabia đang nằm bệnh viện cũng được sự chữa lành của Chúa. Cảm tạ Chúa, xin cũng thêm sức cho con. Con cảm tạ Ngài, con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời thánh an toàn.